chưa rút qua được, thầy lại có hẹn gì đó, có lẽ thầy trở lại thành phố. Không ạ, thầy cô và các em, lúc nãy tôi có nói rằng là tôi nhất định không có dạy ở đâu kia hết, chỉ có văn học. Bởi vì tôi có suy nghĩ thế này là mọi người đều biết đó là văn hóa học là một trong những động lực để phát triển đất nước, mà tôi nghĩ rằng là văn hóa học cũng là một cái động lực để giúp nước. Và trường đại học Khoa học Nhân văn là một trong những trường mà theo tôi cái chức năng trách nhiệm đó là phải đào tạo và giúp cả nước để đi vào học Phật, và nhất là cái văn hóa học này đó. Thì làm sao có rất nhiều những nhà nghiên cứu trốn đâu vậy, trốn đâu đâu. Thầy cô ở đây cũng đã tích cực tham gia trong trường đại học về thêm đó, thì có lẽ là chúng ta quá đời rất phát triển. Phải qua năm cái khóa thì tôi thấy rằng là cái khóa năm này tôi bắt đầu rất tích cực đó. Có bốn cái em có ở đây nhưng mà tôi thấy ban năm rất là tốt nhất, là thứ nhất là tôi tiếp thu được một đó là cái học và hành, và trong cái hành đó thì tôi bắt đầu là em có viết những cái bài, rất nhiều bài, nhưng mà tôi nghĩ là cái bài ở cái viết báo thì phải nói là lần đầu tiên thì em học ở em vẽ ra là một em mà bên báo thiên nhiên đấy, họ chọn cái bài để đăng đấy, nhưng mà phải có hình thật đẹp. Nhưng mà để tôi cái mong thế này là qua chúng ta làm sao có thể đào tạo rất nhiều những nhà nghiên cứu về vấn đề văn hóa, thì đấy là một trong những điều mà tôi mong. Và trước khi tôi đến cái đây thì tôi có gửi một cái email cho văn phòng khoa, và là gửi cho tất cả các em khóa năm đó, là cái mà tôi gọi là cái bản tổng kết về cái môn học văn hóa của Việt Nam trong khóa năm. Thì ngày hôm qua thì anh Đặng Đức Khi đó ở Sài Gòn thì anh có nói một ý thế này, anh ấy bảo là một cái sự đóng góp lớn của tôi đó là thay đổi cái phong cách dạy ở cái khoa. Là trước đây á, các anh nói là anh không tin là sinh viên có thể làm được nhiều công việc, nhưng từ khi mà tôi về đó thì tôi toàn là giao cho sinh viên, ngay cái tổ chức triển lãm hay cái gì cái phòng phôn là sinh viên làm. Và rõ ràng là các anh thấy là cái khả năng sinh viên đó nó rất lớn lao được các cái khai thác. Vậy thì tôi cũng mong là cái văn hóa của chúng ta phải tích cực và tin vào và sinh viên. Mà tôi nghĩ là ở đây có rất nhiều các bạn là người là sinh viên trước đây, nhưng mà bây giờ đã trưởng thành các bạn đây, có nhiều người tôi thấy là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là không biết bây giờ chúng ta đã đào tạo được bao nhiêu sinh viên rồi, đến bốn khóa ra trường trước là khoảng vài trăm sinh viên. Thế thì tôi mong là cái này là ít ra đó là 30% đúng không ạ? 30% trong cái số đó đã trở thành những nhà học tập trong tương lai, và tùy các em cũng muốn biết ra như vậy nhé. Và đó là điều mà tôi mong. Cảm ơn thứ nhất là anh Trần Thế Điều đã cho tôi thật có một cái tinh thần được dạy cái văn hóa học mà tôi bảo thích, những sự đưa ra của các bạn của tôi.